là vườn cải nhà anh Tư nha các bạn ơi. Chỗ này là chuẩn bị mình xạ cải mình nối tiếp nữa các bạn, khi đó khi mình thu hoạch cái đó rồi là cái này ở đầu là mình xạ nó nối tiếp luôn các bạn ơi. Xạ 25 ngày à. Rồi mình xạ xuống là tới nhổ luôn là 25 ngày ha, cũng mau quá ha. Cái mùa hạn này, mùa nắng này chắc mình trồng mặc dù mình tưới nước chắc nó khỏe, mình không có sợ nó bị ngã không? Anh thấy mùa mưa mất đại cước đấy không? Mưa quá gió cái nó ngã. Gió nó thổi mạnh quá. Cái đó mất mất đại cước. Này nhỏ chừng nào căng như chị Tư? Này căng ký được như chị Tư? Không có giá quá ha. Hai dòng này khoảng nhiêu ký ra? Nhiều nặng quá ha. Năm thấy bự gì mà chưa đúng sức nữa hả? Quá tốt luôn rồi các bạn. Cái này trồng với gai gãi phân thôi nhưng các bạn, không có thuốc sâu thuốc gì cho nên các bạn nhìn có sâu ăn lai gai nè nhưng mà không có xịt. Bỏ liều luôn. Trồng để tăng cho người ta bán lẻ, người ta đi bỏ mối. Nó còn thì nữa, nó thì cái đẻ nó ra. Mình xịt phân bón lá ha. Không có xịt dục. Cái này chỉ gãi gãi phân gốc không ha. Phân gốc nó lớn thì mình tưới mình dẫn. Đi là bảo đảm. Cái này em nghĩ chắc không phải sâu mà sâu bột cào ăn cái gì á. Bột cào bò nhảy ha. Bao nhiêu này mình đâu cần xịt đâu. Là cá xanh. Quá trời cá tốt luôn. Đó, quá trời cá tốt. Thôi thôi. Dạ. Thấy chết quay. Này toàn là người đẹp không à các bạn ơi. Bạn ơi, người đẹp là cải nè, lứa cải nè. Người đẹp và áo này.
rồi mới thôi chồng nè. Gả cô Út đi. Cô này 18 tuổi, cô kế bên là 25 tuổi. Đừng nói là 40. Cô kế bên này 45. 30. 45 thôi. 45 rồi, ba con, chồng bỏ. Còn ai này là 50. Bị teo nhỏ nhưng nít vậy. 50 rồi. Quá cực nhím nhím. Cái bữa mùng 1 hết rồi, tao tới rồi mà lên đây mà chụp hình quay cho đã, nguyên một cái dĩa hè quên tư luôn, cãi tao nói nghe mình vợ chồng phải lên phụ luôn đó. Sắp bia lên, sắp bia là đặt phụ luôn. 8 mấy tiếng ở chồng ký mà. Lên thì chín 10 giờ. Bây giờ tối không? Cháu chơi đi không? Không thôi. Cái bên có bé thỏ luôn các bạn ơi. Nhà chồng cãi rồi nuôi thỏ luôn. Thỏ cưng quá à, hai mắt nó đỏ đỏ ngầu hay ngộ ha. Đi bữa nay ăn kìa, ăn cải kìa trời. Nó thỏ tao cho ăn cà gót mà nè, ăn cải ta, ăn lá cải ta. Ok, con ăn kìa, nó ăn rau kìa. Trời ơi. Đút vô nhiêu ăn hết nhiêu kìa. Mình thấy thương chưa? Đó, kìa con ăn kìa. Ôi, con ăn kìa. Tôi chỉ nhắc một thứ kia mà chứ không. Một lần này thôi nha. Nó thì sinh bỏ nó trời. Út lên bên này là lấy chiều. Mới có mùng 3 Tết rồi bắt ngồi lửa cải gì nè. Trời, có mùng 1 ta làm mùng 1, mùng 2, mùng 3 ngày nào cũng có. Từ bữa 29 đó vậy. Để cho học cái giữa tôi đứng lên cái. Gì vậy sao? Tết. Cái gì mà muốn biết. Hỏi nè. Hey, ăn cái ăn, chứ nó ăn luôn kìa. Để cho ăn nữa. Dùng nó ăn, tối ngày nó tốt rồi. Nhiều quá nó sinh. Ăn nhiều quá nó không tiêu. Nặng bụng, sinh bụng chứ bà nội chơi chút xíu thôi. Mày ấp cho nó uống nhông cho nó ở. Còn cho nó uống. Mua sữa tắm rồi tắm rồi. Ăn nhắm mắt luôn đi nhông. Uống rồi nó ngủ cười lắm. 2 giờ nghe đo rồi sao á. Dạ. Nó ăn ngon rồi nó ngủ rồi nằm rồi. Nó nằm rồi đưa hai cái móng lên. Thôi mẹ đấy, thôi mẹ nấu mua đâu. Thôi cái gì chứ. Khó nuôi lắm hả? Khó nuôi lắm. Khó nuôi lắm. Khó. Cái gì chứ khó nuôi lắm. Thỏ trắng này gọi là thỏ gì ta? Củ cải. Tên củ cải. Nhung con thỏ trắng này kêu con thỏ gì Nhung? Có thỏ đen không mà sống. Chứ phải kêu bằng thỏ cò hả? Thỏ trắng bằng thỏ cò. Củ cải. Củ cải là màu cam. Nó vừa sao nữa? Thật ứng là té cái luôn đều cái gì, giúp cái đầu này. Đi nhà giỡn này là ghế ngồi nè, ghế ngồi hết kìa. Giỡn thì chắc quay để bắt chuyện hình thì dùm ra nè. Ủa sao mình mắc lặt người ta, nó mình ta không căng xô luôn mà nó mắc mình là lựa gác hay gì đó hả? Tối này có 9 gram thì ta đắt không, ta nhìn thấy dơ, người ta đâu có thấy ngon. Còn này lặt nó sạch. Nè đây là chưa lặt, còn đây là lặt rồi nè. Ký 8 ngàn có giá quá ha. Ép giá đó chứ có chỗ là 9 ngàn nữa. Nó bỏ lại 15 ngàn đó. Tôi nghĩ nó lợi nhiều. Thôi càng chồng nữa thôi. Là 7-8 ngàn ký. Ừ. Mình bỏ công quá cán rồi có 8 ngàn. Ngủ rồi đó. Mấy tháng nó chỗ bán gì nhung. Dạ. Mấy tháng là chỗ nhiều ngày đâu. Nào bỏ vô lần ký ha. Sao đến điện có gì không? Sao chút ra chơi. Trời ta. Cũng thôi nó héo. Chút đi về không? Chịu về không? Dạ. Rửa gốc sạch sình luôn ha. Rồi, có gì mang tí nữa sáng giúp ra. Heo bò gì đi nha. Rồi, rồi. Hello. Hai chồng thầy nó mẹ chơi game đâu. Cái điện thoại nhỏ em chịu. Nặng phải không? Mẹ xài thì nặng xài nó không có lỗi. Nhưng mà kỷ niệm của bà
để xài để cho nào hơn thì tính. Nó là biết sim 2, sim 1 rồi nữa đó. Chị đâu biết sim 2 đâu, sim 1 hết tiền rồi sim 2. Cân đi các bạn nhìn chị tôi cân rất ăn gian, chị đang chính làm thôi. Sao không nói lên là nhớ quỳ lúa dữ lắm mà các bạn. Lúa tôi còn mấy ngày nữa làm. Gram này là cân 900 gram hả bạn ơi, chứ không có cân được 1 ký. 1 ký là nó hơi gạo. Đi cân nặng chứ, cao hứa 2 mấy ký. Chờ đáng biết không? Cân nặng đi. Chị bán lên giặt nằm chơi đi chứ.